Con đẫm máu chúng sanh, tức là lòng con chưa thanh tịnh, nên con quyết tâm rồi Phật tử. Mô Phật, thế cũng tốt. Xin lại tạ ơn và giả từ sư phụ. Mô Phật, con ơi, nếu con bỏ thầy mà đi thì áo cà sa kia con hay gửi lại cho thầy, rồi trên đường đời xuôi ngược, khi nào con cảm thấy bả công danh mùi phú quý đã làm chán nản lòng con, thì cửa chùa lúc nào cũng rộng mở, và thầy sẽ đứng sẵn trước cổng tam quan để đón chờ đệ tử. Tôi là Thái Phượng Liên dập đầu tạ ơn cứu tử. Cô nương đừng bận tâm tới điều ân nghĩa. Vì tôi mà ân nhân phải mang tội sát sanh kiên duyên Phật lỡ làng, nỡ trần thêm nắng ganh. Tôi sẽ đưa cô nương về thay gia trang, kẻo thân gây được xa e bất tiện. Còn ân nghĩa, xin cô nương chớ nắng lòng. Xin cảm tạ ân nhân. Tịnh dân tự, tịnh dân tự, cửa chùa đã khép kín rồi, mình ta trở lại đường đời từ đây. Anh đang thân soi bóng tâm tình thâu canh kia muôn đó anh đào nghiện canh trong nhau, nhìn dòng đời lòng như giá băng, đông đã qua chẳng hay có mùa xuân, bền lòng cùng rừng sâu núi cao, núi chi trời đắp xây ngày mai kia. Tôi
Điền Sơn, sao hôm nay anh về trễ để cho em đứng đợi ngồi trong? Cây củi ở gần đã hết nên anh đi đông thật xa. Lúc nắng chiều đã tắt hẳn mà anh chưa ra khỏi rừng già. Thấy anh vất vả mà em không làm nào vui được. Em đừng buồn, anh đông canh củi này cho nhà em là canh củi chốt. Anh nói vậy nghĩa là sao? Ngày mai sẽ ra đi lên kinh kỳ. Anh lên kinh kỳ đi làm gì? Để giữ cuộc chọn nhân tài của thánh chúa. Không, anh đừng đi. Em muốn Tô Điền Sơn là người của Lạc Mai Thôn mãi mãi. Thầy Phượng Liêu, em muốn cho anh mãi mãi làm tên tiều phu nghèo, ôm ấp bông hình thầy Phượng Liêu, để rồi chết mòn như loài cỏ dại. Không phải em muốn vậy đâu, nhưng đường lên kinh kỳ xa xôi quá. Anh phải lập thân, anh phải tạo vinh quang để riêng lòng anh không tối thẹn với tình em. Và em cũng không có thẹn mặt với bạn bè làng nước. Đây là thánh bảo kim của dòng họ Tô Điền, anh muốn cho em giữ và coi nó như là một vật lưu tình trong những ngày mình xa cách. Thưa dân, và chiếc áo này em mới vừa may xong, mong nó giúp anh đỡ lạnh lẽo trên dặm dài sương gió. Cảm ơn em. Còn chiếc áo anh đang mặc cũng đã rách quá nhiều, để em giá lại lành cho anh thay đổi. Em quá nặng lòng lo lắng cho anh. Mảnh vải nhỏ em giá lành thân áo, tình Phượng Liên theo đường chỉ nước nhanh. Kết hai lòng trong chiếc áo tơ tình, áo tuy rách nhưng tình ta không rách. Và để trong những đêm khuya, anh mơ màng bóng hình Phương Liên trong vuông dài này đây. Đêm dài em kề cẩn anh, tha thiết mong anh được yên lòng trong giấc ngủ say nồng, để đền bù nỗi lạnh lùng trong những ngày mình xa nhau. Lòng lo lắng của em đừng ca một tâm tình qua chiếc áo cơ hàng. Lòng anh rộn ràng niềm vui, anh trăng soi dằn dặt ngả bóng nàng vào bóng anh. Anh quyết tạo vinh quang cho bóng nàng mãi ở bên anh. Giỏi cho Thái Phượng Liên và thằng Tô Điền Sơn, dám cả gan lén cùng nhau tình tử sau giường. Em không còn kể gì gia phong lễ giáo, còn thằng tiêu phu mạo xịt này cũng chẳng biết cần. Rồi mày đừng tránh tay ông. Dạ tâm sự bởi em chứ không phải tại Điền Sơn. Anh ơi xin anh đừng quá nặng lời với kẻ vô can. Không phải do Phượng Liên mà bởi tôi quá đèo bồng. Anh cứ hết lời mà sát tôi cho thỏa lòng anh. Mạt sát mày cho tôi hết lời cũng không đủ bù xóa vết nhơ của nhà tao. Thằng tiểu phú bẩn thỉu, hãy tuốt gươm ra cho tao rửa nhục. Đừng, anh thấy hổ tùng. Tuốt gươm ra. Đừng, anh Tô Điền Sơn ơi. Em yên lòng, anh tự vệ thôi. Chết. Trời, anh đã giết chết anh trai hữu tùng của em rồi. Thôi Phượng Liên, anh đã lỡ tay. Tô Điền Sơn ơi, em cũng biết đó là tay kiếm vô tình, chứ đâu phải lòng anh cố ý. Nhưng bao thâm tình đã tuôn đổ thì tình yêu tránh sao khỏi cánh trai ngang.
hương xuân mang mát ấp ủ tim yêu. Lắng nhìn nhau buồn nhớ thêm nhiều, nơi quê cũ cảm thương người chiếc bông. Ngọn dưa xuân đã đưa đường con bướm mộng, những quá tình yêu đành khép cánh chờ cho nhụy rửa hương nghi ta. Lòng em ngổn ngang trăm nỗi bé bàng, dù em không cố tâm thù quán anh, nhưng lòng già nào em chẳng suốt đau. Dòng máu thái gia tuy chia làm hai vợ, nhưng lẽ sống nào có riêng ai. Hơi thở anh hữu tùng đã tắt liềm, thì tiếng nói của con tim em cũng nghe ngào lời ân ái thôi mi nồng. Hồi xuân còn đọng trên hoa lá, chưa thấy hè sang nắng đã tàn. Bóng dáng tình yêu vừa thấp thoáng, gió nào chở mộng thâm đi quang. Lòng em bồng dưng heo như lá vàng thu mộng, giữa khi bóng xuân quang còn soi rạng rỡ cánh hoa đào. Anh đã đem bàn tay phàm tục làm đổi gió thay mùa, dẫu anh chỉ vô tình, nhưng sự vô tình đó không đáng được thứ tha. Cuộc đời anh đang mịt mờ ảm đạm như chốn cùng cốc thâm sơn. Em là ánh trăng thanh đã soi thấu lòng dứt thầm tưởng muôn năm phải tâm tối lạnh lùng. Rưng rưng mắt lễ sầu ngăn cách, từng bước phân kỳ giả xót đau. Lòng chưa thấm mà tình như đã muộn, gối chưa kề chăng mà mộng đã tan rồi. Nếu có nắng lòng gì dâu thì chắc phải đợi tới kiếp sau. Giờ bao nhiêu quán đã đầy, mấy nhiêu tình cũ kiếp này không ngơi. Gia biệt Tô Điềm Sơn, thầy Phượng Liên. Tô Điềm Sơn tướng quân, Mạc tướng xin kính chào công nương. Sao tướng quân có vẻ âu sầu, khiến cho áo mão cân đai kém đi phần rực rỡ. Thưa công nương, áo mão là phẩm đức của vua ban, còn nỗi phiền muộn của Mạc tướng hình như trời đã dành cho từ thở nhỏ. Tướng quân đa sầu đa cảm quá, chẳng hay tướng quân phiền muộn điều chi. Mạc tướng nhớ quê nhà, nhớ giường trà xanh, nhớ cành lê qua rã cánh. Tướng điều gì quan hệ, chứ quê nhà thì thiếu gì dịp cho tướng quân trở lại. Mạc tướng lo một điều là ngày Mạc tướng trở lại, việc quê xưa có còn nguyên hình gian cổ hay không. Lá nào xanh rồi chẳng có vàng,
hoa nào nở lại không tàn không héo. Nguyên vẹn làm sao được khi gió vẫn thổi giống thù trầm, cho mây trời ca bài dung rối và anh nắng mây vừa xua đêm tàn xa tích chân mây. Như vui cùng trăm hoa sao lòng ai nỡ gửi nơi quê hương ngút ngàn xa. Hình bóng quê nghèo theo lưng đèo gió ca hát khúc tương tư. Dường tưởng quyển sẽ ngỡ ngàng qua không thấm nắng vội tàn. Tôi là kẻ soi bóng trong đêm dạng nẻo nhân gian muôn lối thênh thang thơm ngát qua đào. Nhưng tôi đã trọn gửi cho người tiếng lòng giàu não nung. Bẩm tô tướng quân, bệ hạ có lệnh truyền tướng quân vào bệ kiến. Ta vào ngay. Mong sẽ gặp lại tướng quân. Tôi khanh, bọn cường sơn thảo khấu đang hoành hành dùng phi ấp, khanh hãy lập tức thống lãnh ba quân đi tiểu trừ loài giặc cỏ. Tâu dân. Và sau khi khanh thắng trận trở về, trẫm sẽ xuống chỉ tứ hôn cho khanh nên duyên cùng công chúa. Tâu bệ hạ. Đó là một đặc ân mà trẫm chỉ dành riêng cho hiền khanh. Tâu bệ hạ. Trẫm đang chọn ngày lành để nhường ngôi cho hoàng tử. Trẫm mong với hoàng tử khanh vẫn một giả trung thành. Tâu bệ hạ. Nơi xa trường thần chẳng màng sanh tử, với hoàng tử thì thần quyết một giả trung can. Riêng việc hôn nhân thần xin bệ hạ cho thần suy nghĩ lại. Đó là lệnh, khanh chỉ biết tuân mạng mà thôi. Truyền bái chào. Bệ hạ. Bệ hạ. Con nai này giỏi thật, vừa thoáng thấy nó là nó đã biến mất dạng rồi. Thưa hoàng tử, trên ngọn cây có đôi chim đẹp quá. À, được rồi, để ta thử tài xa tiễn của ta coi. Ô, hoàng tử bắn hay quá. Thưa hoàng tử đã bắn rớt con chim mái. Để ta bắn luôn chim trống cho đủ cặp. Rồi, thật rồi. Thưa hoàng tử, nhưng nó vẫn chưa chịu bay. Chắc là nó muốn chết mà cho đủ đôi, hơn là sống lẻ bạn. Nhưng thôi, ta đã bắn cặp nó tới 2 lần thì quả là số nó phải sống lẻ loi. Vườn trà xanh trong gió, lời người đi năm đó dặn trong sương mơ. Trăng rèm soi bóng qua lòng còn dương đồng mà lời thơ. Mùa xuân tới lòng luôn hờ hững, buồn xa vắng vì nỗi sầu nhớ. Tiếng chuông buồn rời trong hoàng hôn. Nàng kia, mau lại mừng hoàng tử. Không, không nên đâu. Hoàng tử? Phải, ta là hoàng tử. Nhưng nàng không cần phải giữ lễ, vì ta mãi mê săn bắn nên lạc bước vào tiên giới lúc nào không hay. Tâu hoàng tử, đây không phải là tiên giới và tiên nữ, chỉ là một thứ dân tên tộc là Thái Phượng Liên. Thái Phượng Liên? Cho tới giây phút này ta vẫn còn mơ màng, ngỡ đây là tiên giới. Vì theo ta, cõi trần tục này không đáng gọi là nơi nhan sắc nàng ngữ trị. Hoàng tử quá khen cho uổng lời vàng ngọc. Ta sắp cái vị tiên dương, ta ước mong rằng ngài ta lên ngôi cửu ngũ, ta có được một hoàng hậu như nàng. Tâu hoàng tử, tiên nữ chỉ là một thứ dân hèn mọn, còn hoàng tử là người ở ngôi trời. Nói là ngôi trời, nhưng ta cũng chỉ là một con người phàm tục. Còn thứ dân hay là hoàng tộc thì ai lại chẳng thở hơi thở của đất trời. Ta mong nàng không chê ngôi hoàng hậu. Tiên nữ không xứng đáng giữa ngai rồng. Ta hậu cung tâu qua dương phủ và dành sẵn ngôi hoàng hậu cho nàng. Thôi từ biệt. Hoàng tử, hoàng tử. Tâu bệ hạ, tô tướng quân thắng trận trở về, giờ lệnh bệ hạ để nhập thành ý kiến. Hả? Tô tướng quân đã thắng trận? Hãy mời, mời người vào đây để cho ta thăm hỏi. Thần hạ giáp trụ nơi mình, không chọn lễ với thanh quân, xin bệ hạ thứ lỗi. Tô hiền khanh quả là một binh gia đỡm lượng,
đối với Giang Sang Khanh là một bậc công thần. Muôn tâu có chi mà bệ hạ gọi là công cánh? Thần hạ cùng bá quân thắng được Loạn Tây là nhờ ơn đức của thanh quân Như Non Phú Sĩ, lòng dân vô cùng mà yêu quý, là tượng trưng cho gấm dốc non sông muôn năm mấy mấy trường tồn. Con dân quyết đem giọt máu má hồng viết lên dòng lịch sử vẻ vang. Nghe Hiền Khanh nói những lời khiêm nhường khiến cho lòng của quả nhân đây thầm khen và thán phục Khanh muôn thần. Một tướng lãnh không hề kiêu căng, trầm xem Khanh là cột trụ nước nhà, phổ vương ta kéo cho người lâm thời. Muôn tâu, thần xin phép được lui về tự dinh ngơi nghỉ, và sau vài ngày an dưỡng, thần sẽ về quê rước vị hôn thê đang nóng lòng chờ đợi. Ồ, thật đang khen Khanh là một người chung thủy, nhưng chẳng muốn được gần Khanh dài ba ngày để cùng nhau đàm đạo cho thỏa lòng tối chúa, rồi sau đó trẫm sẽ phê chỉ tư hôn cho hai họ. Đội ơn thanh hoàng muôn thuở, nhưng tội nghiệp cho người nó phòng loan quạnh quẻ bông trăng xoay, chờ đợi hạ thần ra đi mang theo lời hẹn ước. Thôi được, trẫm sẽ chiều ý Khanh, nhưng Khanh hãy cùng trẫm cạn vài chén rượu mừng. Cẩn về. Dạ. Tiệc rượu và mời hoàng hậu ra đây cho Tô Tướng Quân ra mắt. Dạ. Hoàng hậu, Tô Tướng Quân vừa thắng trận trở về, hoàng hậu hãy mời người và chén rượu để tỏ lòng ta biết ơn người đã dàn công với non nước. Tô Tướng Quân. Gì? Tô Hiền Khánh, đây là hoàng hậu của trận, tiên nữ Thái Phượng Liên ở Lạc Mai Thôn. Hoàng hậu? Hả? Hoàng hậu? Hoàng hậu làm sao vậy? Con về. Dạ. Cho con nữa đưa hoàng hậu vào cung. Tô Hiền Khánh, Khánh không chịu nổi cái hơi rượu này. Muôn tâu, thần đang sống những ngày cuối đông, mưa bụi tuyết bay đã hết, mùa xuân sắp trở về cùng giáng vật, hoa anh đào sẽ đỏ rực không trung. Nhưng bỗng nhiên cuồng phong nổi dậy, ào ạt thổi qua lòng, làm rạn nứt con tim vừa biết sống. Đây là thật hay là mộng? Tô Hiền Khanh, hay là trẫm cho thị vệ đưa Khanh về an nghỉ? Khanh làm gì lạ vậy? Quê hương ơi, gió trùng dương lòng lòng, suốt ngàn năm tiếng sông vỗ bập bùng, hãy nhẫn chìm cả gấm dốc nuôi sông, mà trên đó lòng người điên đảo quá. Tâu bệ hạ, hoàng hậu ngất xỉu cho tới giờ này vẫn chưa tỉnh lại, xin bệ hạ hồi cung, kẻo chậm trễ e có bề nguy ngập. Ta vào ngay. Tô Hiền Khanh, Khanh hãy về tứ dinh tạm nghỉ, trẫm sẽ cho ngự y tới săn sóc cho Khanh nhé. Hoàng hậu, Thái Phượng Liên ơi, ta nhớ ngày yêu năm cũ, kề dây bên rẫy trà xanh, sương sông đanh dòng nụ, biết nàng cười đẹp nét bình minh, chung tình ơi cái chung tình, hỡi ai ai đã vẹn vình đó. Nguyện ước nhưng gấm dốc đã làm cho ai kia thêm rạng rỡ nét khuynh thành. Ngồi trên lưng ngựa ta đêm từng bước quân hành, mơ thấy nàng trong khói lửa, ta hối hả đem mạng người đổi lấy chiến công. Có ngờ đâu khi ta đắm mình trong gió rét, nàng lại vui tiệc tân hôn. Hãy nhắm lại những cặp mắt đa tình lãng mạn,
hãy rung đi những mặt qua phản trách phụ hoàng. Vừa yếu đương đã nhầu nát cả tâm can, ta căm lắng vì quân thần đạo nghĩa. Thầy Phượng Liên, thầy Phượng Liên. Tô Điền Sơn, hãy tỉnh lại tướng quân. Đây là đâu? Đây là nơi muôn hoa trầm mặc giữa cánh thâu. Sao rơi lệ nghe nhạc tình sầu rên rỉ? Trời, công nương, nàng đến đây từ lúc nào? Tô tướng quân. Công nương, xin nàng để tôi giữ tròn lễ nghĩa. Tướng quân ơi, buổi gặp gỡ đầu tiên đã khiến cho tâm hồn em xao xuyến. Có phải chính chàng đã đứng nơi vườn thượng quyển ngày xưa? Ta nhìn nhau đôi phút lạnh nhạt thờ ơ, tình thầm kín đã in sâu trong tâm khảm. Rồi suốt những đêm đông dài ám đam, em để hồn mơ về tận chốn xa trường trầm lặng bên tàn đắng. Mơ theo mình bước quan sang, thương ai gian khổ trăm đường chưa phân sồn thiệp ngỡ. Công nương ơi, thương làm chi cho bỡ ngỡ, nhớ làm chi cho tan vỡ mộng đẹp thoở ban đầu. Hãy xem như nước chảy qua cầu. Trời ơi, ông cay nghiệt làm sao nàng yêu mà chẳng được yêu. Có phải tôi là cỏ cây hay sắc đá chi đâu? Chẳng qua tôi cũng đang mang số phận hẩm hiu của một kẻ bị phụ ước dòng thề. Đào trong đáy huyệt tâm can để xem lại thi hài của khối tình tan vỡ. Chàng ơi, mái tóc này vì có bạc màu vì sương gió, nhưng hình bóng chàng có lợt phai trong mỹ vạn cổ thành sầu. Dạ tướng quân, tướng quân ơi, dầu cho mùa xuân trở lại, nhưng chốn thâm cung từ đây sẽ tê tái mịt mờ. Từ biệt tướng quân. Công nương, xin nàng thư lỗi cho tôi. Thái Phượng Liên con. Thưa cha, đang đêm có chuyện gì gấp rút mà cha đến gặp con? Chẳng những gấp rút mà lại là đại sự nữa con à. Cha giải chuyện gì mà báo là đại sự? Cha có một chuyện thù hận mà chỉ nhờ tay con mới mong rửa được thù. Con có thể giúp cha không? Nếu kẻ nào vô cớ ỷ quyền phạm đến danh dự cha thì con sẽ làm cho hắn không còn như thế nữa. Chỉ có con mới có thể làm cho hắn rơi đầu, vì hắn là người thân cận của chúa thượng. Nhưng hắn là ai vậy cha? Còn ai nữa?
chính hắn đã cắt đứt từng khúc ruột của cha sau khi hạ sát thái hữu tùng anh con. Trời! Tô Điền Sơn! Phải, Tô Điền Sơn hắn là kẻ thù của gia đình ta. Nhưng lại là... Là gì? Là ân nhân của con. Đối với con, Tô Điền Sơn là người có cánh tay tàu. Lão! Phượng Liên, nó không thể sánh với cha mày. Nhưng hình ảnh Tô Điền Sơn con đã giữ kín trong tâm hồn, không đáp được ân, chẳng tròn lời thề ước, thì nỡ đâu con lại sanh lòng độc ác. Giỏi cho Phượng Liên, nếu quả con chẳng giết Tô Điền Sơn, để cho cha mang hận không cùng, đâu phải cha buộc con làm điều chi trái với nghĩa nhân. Dầu cho nó là có công cứu mạng, cũng không thể sánh bằng tội giết thái hữu tùng ngày xưa giữa buổi đầu xuân. Ngày nay bởi con mang nặng ân tình, đầu chỗ giờ chết cũng chẳng yên. Ân người chưa trả được ân, đã vàng Phượng Liên. Dạ. Nếu con không giết Tô Điền Sơn thì... Thì cha sẽ giết con. Không, cha từng tuổi này không mong gì rửa hận. Thế mà con từ chối ý muốn của cha, cha chỉ còn có chết cũng có thể làm vui lòng anh con chinh xuôi. Từ biệt con. Cha ơi cha, cha tha tội cho con. Con chỉ có cha là nguồn an vui. Nhưng con đã phản lại cha và anh con. Ngày nào cha còn gặp mặt Tô Điền Sơn ấy là ngày sống nhục. Cha ơi, cha phải sống. Thì Tô Điền Sơn phải chết. Tô Điền Sơn phải chết. Nhưng thôi cha, Tô Điền Sơn phải chết. Con chỉ cần tâu với chúa thượng rằng Tô Điền Sơn vì yêu con không được mà sanh sự giết thái hữu tùng. Mười mấy ngày trước đây con ngất đi trong giường thượng quyển là vì thấy mặt hắn. Nếu chúa thượng không trừ hắn gấp, ắt có loạn tại triều. Thái phụ liên, con nghe rõ chưa? Thưa cha, con đã nghe rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Đây là thanh kiếm gia truyền từ thuở cha sanh ra. Thân tộc ta đã góp từng cục thép để đúc thành. Nó là sanh mạng của cha, con hãy cầm lấy nó. Cầm lấy nó tức là con cầm lấy sanh mạng của cha đó. Phượng Liên, con hiểu chưa? Thưa cha, con hiểu. Thôi tốt lắm, thôi cha kêu con cha về ha. Cha, cha. Cha ơi, tim con chưa lặng vô, cha còn cây tim bảo tu làm gì? Trời ơi, giết Tô Điền Sơn là điều tủi hổ cho lương tâm ai biết tốt chữ ân tình. Thôi, định mệnh khắc khe đã chia cắt chúng mình. Con xin hẹn làm cây liền cành trong kiếp khác. Cha, cha ơi, mấy lại này con xin đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục bấy lâu nay. Thành gươm của cha không phải để giết người, nhưng danh để thâu ngắn cuộc đời của đứa con đau khổ. Từ giả cha, thần tiếp xin gia tần tinh thương tôn lan. Thái Phượng Liên ơi, đừng xung để cho nở đời gian dở, vì khổ đau đâu chỉ có riêng nàng. Bởi nơi duyên kiếp bé bàng, nàng căng đảm sông cảnh thanh, thì hãy hưởng cho biết lạc thú cung son.
sống thời gian sẽ đưa nàng đến chốn thành thời sau hồi báo tôn. Tôi tin rằng khổ đau chỉ đến với nàng trong chốc lát, mà mãi mãi sẽ là tình thắm duyên nồng. Sợi dây chung thủy ràng buộc giữa hai con tim có mà chi. Nàng hãy gấp trao lại thanh kim cho tôi. Không, tôi sẽ chết vì trong cõi chết tôi mới có thể tìm lại được nguồn im dịu cho tâm hồn. Tô Điền Sơn, chàng hãy cầm lấy thanh kim này mà giết chết em đi. Nơi cửa Phật bàn tay đẫm máu, chuyện ngẫu nhiên có sợi tơ tình. Giết Hổ Tùng trong trận kim đầu xuân, tìm danh vọng gây bao nhiêu tội lỗi. Sư phụ ơi, ngày nay con vừa kịp hối, trần ai này là một thế giới đau thương. Lòng thế nhân phản trắc khó đo lường, lời hẹn ước như sương mờ gió thoảng. Nàng bội phản hay là ta sắp phản? Phượng Liên kìa Tổ Khánh, vì cỡ nào giữa đêm khuya lại vào chốn cấm cung, nơi dành riêng cho vua hoàng hậu và phi tần. Quốc hoàng hậu, tại vì sao khanh khóc? Muôn đâu ngày xưa Điền Sơn ở Lạc Mai Thôn và đem lòng yêu thái Phượng Liên. Yêu thái Phượng Liên có đúng vậy không hoàng hậu? Dạ đúng, nhưng Phượng Liên lại chẳng yêu Điền Sơn, vì vậy hắn mới sinh sự giết chết Hữu Tùng. Giờ lấy công toan dở trò vô lễ chốn cấm cung. Hoàng hậu, có đúng như lời quốc thượng vừa tội với trẫm không? Dạ,
Dạ đúng. Phải Tô Điền sợ muốn bức hiếp hoàng hậu không? Muôn tâu thanh thường, hãy cho Tô Điền Sơn trọng đại ngươi như là tình huynh đệ, thế mà ngươi lại lợi dụng lòng tình yêu của trọng để làm điều sằn bậy nơi cung cấm. Thanh thường, quân pháp bất dĩ thân, tội của ngươi trọng sẽ cho xử trảm để làm gương. Chúa thượng, hoàng huynh, xin hoàng huynh nguôi cơn thịnh nộ. Tô tướng quân có tội tình gì mà phải chịu rơi đầu? Tội tình gì? Hoàng hậu tâu với ta là hắn giở trò cưỡng bức. Cưỡng bức hoàng hậu? Trời, Tô Điền Sơn, trong khi còn người yêu mi tha thiết thì mi lại từ chối một cách tàn nhẫn không chút xót thương, để mi đi thầm lén nài xin và toán cướp mối tình của người khác. Tao quý chuộng ngươi là người trai khí phách, nào ngờ mi lại là tên hèn mạt nhất trên đời. Tô Điền Sơn, hãy tự sát ngay đi. Hãy tự sát đi. Tự sát tức là ta nhận mình hèn mạt. Hãy nguyền rủa nữa đi những người đã từng nói lời tha thiết. Tất cả những lời kia đều phát ra một cõi lòng không bất thị sắc, sắc bất thị không. Ai nói thị chúng tức là người phản trắc. Ai chịu nhẫn nhục là cao cả nhất trên đời. Thị vệ tuyền hạ ngục, Tô Điền Sơn đứng canh năm thi hành án trảm. Chúa thượng, quan đã hoàng huynh y lệnh. Tội thần kinh chúc thanh thượng và hoàng hậu muôn tội. Tô Khanh, trước giờ nhắm mắt khánh có trăng trối điều gì không? Đội ơn thanh thượng, tội thần không cha mẹ, không họ hàng thân thích, có trăng trối cũng chẳng gợi gâm được gì. Tội thần nghĩ rằng những điều nên nói phải đem xuân ba thước đất mình nói mình nghe. Được, được lắm. Hoàng hậu, khanh hãy rộng lòng như trẫm đã rộng lòng, bước lại thăm hỏi hắn vài câu. Khanh sợ cảnh đầu rơi máu đổ à? Tô Điền Sơn, hồi chiến thứ ba sẽ làm sáng tỏ sự công bằng của trời đất. Giám sát quân vâng mạng. Ô kìa, thái phượng liên con. Kìa hoàng hậu, ngừng tại đao phủ thủ. Hoàng hậu, tại sao hoàng hậu lại có hành động lạ lùng như thế? Ở đâu khanh có lưỡi kim này? Tại sao trên đốc kim kia lại có khắc ba chữ Tô Điền Sơn? Xin thánh thượng tha tội cho thần thiếp. Tại sao khanh có thanh đoạn kim của Tô Điền Sơn? Và vì lẽ gì khanh toan tự sát? Vì thần thiếp có tội đáng chết. Khanh nói sao? Khanh có tội tình gì? Tội vu cáo cho Tô Điền Sơn. Tâu thanh thượng, Tô Điền Sơn vô tội. Tô Điền Sơn vô tội? Phượng Liên, khanh còn nhớ đêm hôm chứ? Bởi nguyên cơ nào mà Tô Điền Sơn lại lân tiên nơi cung cấm giữa đêm khuya? Dạ cuối lại thanh quân, ấy bởi vì trước kia khi tiếp thần còn ở lạc mai thôn đã nặng lời ước hẹn với Tô Điền Sơn chờ đợi ngài chàng phải bước công danh. Trời ơi, vậy mà trẫm đã gây đau khổ cho đôi lòng, lại còn há lệnh thần. Lệnh vua là trong tiếp phi thần đâu dám bài phân, nặng nợ ân tình còn mang nặng nợ con dân. Tô Khanh, sự thật thế nào? Muốn tâu, đó là quá khứ, là cơn ác mộng quốc trượng. Hãy nói hết sự thật cho trẫm nghe. Muôn tâu, sự thật là Tô Điền Sơn giết chết thái hữu Tùng, con trai của thần. Rồi khanh dùng quyền giá bắt buộc thái phượng liên vu cáo Tô Điền Sơn để trả thù, phải vậy không? Dạ, dạ phải. Trời, Tô Hiền Khanh,
ta cướp vợ người mà ta cho rằng người đoạt vợ. Trước kia ta đã làm cho chim nó lìa đôi, ngày nay cũng chính ta làm cho con người lẻ bàng. Tô Điền Sơn nín lặng, Thái Phượng Liên không nói nên lời. Ai là vua, ai là tôi? Tất cả nơi đây đều là những người biết yêu, biết sống, biết trọn lời chung thủy. Tô Điền Sơn ơi, trẫm quả là một vị quân vương kém trí, còn Hiền Khanh mới là đáng quý hơn. Trẫm đã mang danh là một đấng con trời, mà việc đến thế này trẫm mới hiểu tại sao Khanh như tình như sai. Còn hoàng hậu sau khi ngất đi, sắc thâm nhuộm vẻ ai biên. Giữa khi trầm cứ mãi mây say vui về với môi dương nồng, Khanh như đã nói muôn lần, pháp trường là đây, chỉ trong một khắc một giây hai mạng người phải mất. Nhưng người đang chết lẽ ra là một kẻ u tối như ta. May mà hồi chuông thứ ba chưa chấm dứt để kết thúc một Thái Phượng Liên vì hiếu quân tình, còn Tô Điền Sơn vì đạo quân thần mà tái tê câm lặng. Dù rằng khúc đàn xưa vẫn còn vang lời nhạc cổ, nhưng trẫm đã vô tình xé lộn đường ta. Quốc trưởng, dạ. Người thấy chăng ai gây ra thảm cảnh này? Muôn tâu hạ thần cam chịu chết. Tô Điền Sơn Khanh nghĩ thế nào? Muôn tâu, thần vẫn là kẻ tôi thần trung tín, trọn đời kinh yêu thanh thượng và hoàng hậu như mẹ như cha. Trẫm hối hận quá, cũng may là đất nước chưa mất một nhân tài. Thị vệ, dạ. Thảo mạo cân đai cho Tô tướng quân. Khanh là thầy học, là ân nhân của trẫm, là cột trụ của nước nhà. Hoàng hậu, ba quan, hồi xe giá. Tô Điền Sơn dừng tay lại. Tướng quân, trời, tướng quân đã cắt tóc à? Tôi xin trả áo mão cân đai này lại cho triều đình. Tô Điền Sơn, chàng trả lại áo bào nào khác mảnh khăn ta? Tô Điền Sơn. Cổng chùa xưa, cổng chùa xưa, tháng năm trầm mặc gió mưa dài dầu, bình minh đỏ rực qua đào, gió đêm qua rắc lối vào thiền môn. Sư đệ, huynh đã trở về đây. Mô Phật Tô Hiền huynh. Sư đệ, thầy ta đâu rồi? Mô Phật, thầy đã liễu đạo cách nay hơn một tháng. Sư phụ đã mất. Mô Phật, người đã mất. Ô,
rồi tới đệ, tới huynh và tới mọi chung sanh. Sư huynh thấy không, có nghĩa gì đâu một kiếp nhân sinh. Thân bào ảnh hữu sanh thì hữu diệt. Đệ ơi, anh đã gây nhiều oan nghiệt, hồn quan mang chưa biết hướng về đâu. Chỉ có giọt nước cành dương và đạo lý nhiệm màu mới giải thoát những tâm hồn mê muội. Sư huynh ơi, sao những giây phút đắm mình tâm tội lỗi, nếu muốn trục nhẹ gánh quan thiên hầu xa lánh quải nhân gian gặp gần u tôi, thì chỉ có tiếng kệ lời kinh mới an ủi một linh. Mãi buông ba trong dòng phương tòa, nhưng rốt cuộc rồi tay trắng dần hoàng không. Sâu xe nhau vì miếng đỉnh chung, chém giết nhau bởi đường danh lời. Khi tự biết chân trồn gối mỏi, thì mái tóc xanh đã lấm tấm phai màu. Đệ ơi, những lời của đệ đã làm cho anh tình mộng, cũng như giữa mê đồ bóng rạng anh tiêu dương. Sư huynh ơi, đây chiếc cao nâu sòng tờ thuở xa xưa, ngày sư huynh còn là một tăng lỡ kép mình trong ngũ giới. Ngài ra tận rừng sâu kim củi, đêm quỳ bên tam bảo nghe kinh. Thế mà nơi cửa thiền bỗng nổi dậy cuồng phong, thiền bát nhã bị lượng sông đời xô đầy. Hồn trong căn đã ố quen cát bụi, sao bao phen lặng lóc giữa ao. Sư huynh hãy vào đây quỳ trước đấng Như Lai, bởi cửa Bồ Tát vẫn luôn luôn rộng mở. Tháng năm giữa muối nâu sòng, xa lánh bụi hồng qua tiếng kể lời kinh. Tô Điền Sơn, quan khép cửa chùa, em đi tìm anh đây Tô Điền Sơn. Thầy Phượng Liên, đây là cửa Phật, không phải chung cho nàng nói chuyện nở duyên. Mấy chùa này là nơi chứng kiến một mối tình xảy ra và chấm dứt, kể như là cao đẹp khi hoa đào nở. Tô Điền Sơn, Tô Điền Sơn. Thầy Phượng Liên, đã hết rồi chỉ thế thôi. Cửa chùa đã khép kín rồi, nàng về xây lại cuộc đời dở dên. Quên đi cánh bướm bên đàn, cho tôi trọn nghĩa cho nàng.